Chào mừng các bạn đã đến với Soi Phim, nơi chúng mình chia sẻ những sự thật và chi tiết thú vị trong các tác phẩm điện ảnh mà có lẽ chính bạn cũng không biết. Hãy bắt đầu với Black Panther Wakanda Forever. Phản diện chính trong phim là Namor, vua của một bộ tộc sống dưới nước. Vậy thì rõ ràng anh ít nhất phải có khả năng bơi lội tốt, đúng không? Thực ra là không. Tenoch Huerta-Mejia, diễn viên đóng Namor, không hề biết bơi trước khi được nhận vai. Khi mà anh được đạo diễn Ryan Coogler liên hệ và hỏi về khả năng bơi lội, thì Tenoch đã trả lời rất rõ ràng: tôi chưa chết đuối bao giờ. Nhưng tất nhiên, trước khi quay chính thức thì anh đã đi học vài khóa bơi lội rồi. Và thậm chí trong quá trình làm phim, Tenoch còn có thể nín thở dưới nước trong vòng 5 phút. Câu chuyện hề hước của anh cũng không dừng lại tại đó. Trong một buổi trò chuyện qua mạng với Ryan, thì vị đạo diễn có nói qua về nhân vật, bối cảnh cũng như câu chuyện của Wakanda Forever. Nhưng mà đang nói dở thì mạng nhà Tenoch bị dầm dớ và anh không nghe được gì cả trong vài phút. Khi mà kết nối ổn định trở lại thì Ryan hỏi: anh đã hiểu chưa? Và Tenoch không hiểu gì cả, đã nói: hiểu. Cơ mà rõ ràng anh vẫn thể hiện rất tốt vai trò của mình trong phim là một phản diện nguy hiểm. Như là phân cảnh khi Namor dọa nữ hoàng Ramonda là sẽ giết bà, Shuri và bất cứ người Wakanda nào dám đến gần địa phận của hắn ta. À mà nhân tiện, chính đoạn này cũng có một sự thật thú vị. Trong khi đạo diễn Ryan Coogler đang tìm một vị trí phù hợp cho cuộc nói chuyện giữa Ramonda và Namor, anh đã tìm cờ tìm thấy chính nơi này, một bãi cát nhỏ với hai bên là biển, với sóng ở hai bên đang đập vào hướng của nhau. Rất là tiện luôn, vì cơn sóng sẽ đại diện cho sự đối đầu của hai bộ tộc, cùng với việc foreshadow sự đụng độ trong tương lai gần. Cũng liên quan đến nước, ở 1 tiếng 53 phút, bạn có thể thấy khi mà rời khỏi mặt nước, Shuri không bị ướt một tí nào cả. Điều này được thực hiện bằng cách đảo ngược lại phân cảnh. Khi mà quay thì Shuri thực ra đang chui dần xuống nước, chứ không phải là từ dưới trèo lên. Đến lúc lên phim thì chỉ cần cho cảnh đó chạy ngược lại là xong. Và có một cái nữa mình để ý là trong khi nữ hoàng Ramonda đọc từ thảo dược là herb theo tiếng Anh Mỹ, What about recreating the hardship herb? Thì riêng Shuri sẽ đọc là herb theo tiếng Anh Anh. We do not need the herb, mother. Nó không có vấn đề gì cả, chỉ là mình tự dưng để ý thôi, tại vì nó trong cùng một cuộc trò chuyện ấy. Tiện nói về vấn đề ngôn ngữ, ở tầm phút thứ tư của bộ phim The Matrix Resurrections, đoạn Trinity bị đuổi, chúng ta có thể thấy một phần của cái biển hiệu này, Amida. Lúc sau chúng ta thấy phần bên trên, Sabor. Sabor Amida, nó là tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hương vị của tại sao á? Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Mong rằng đây không phải là tên của một nhà hàng. Ôi không. Nghiêm túc lại một chút, trong cái đoạn mà Tom và Tiffany đang nói chuyện với nhau ở quán cà phê, chúng ta có thể thấy những người đi ngoài cửa sổ đang lặp đi lặp lại, như là cái người mặc áo xanh này này. Trong vòng 3 phút, chúng ta có thể thấy anh ấy 1, 2, 3 lần. Có thể nhà làm phim không có quá nhiều diễn viên quần chúng và nghĩ rằng người xem sẽ không để ý, hoặc cũng có thể nó là déjà vu, thể hiện rằng các dòng mã trong ma trận đang được thay đổi liên tục, như là sự xuất hiện 2 lần của con mèo đen trong ma trận phần 1 vậy. Bạn cũng có thể nhìn lên bàn của nhân vật nhà trị liệu và thấy một thứ khá thú vị. Đó là bức tượng hình đầu người được chia ra thành các khu vực cụ thể. Đấy là hình ảnh rất quen thuộc của não tướng học, một phương pháp khoa học mà chỉ cần dựa vào hình dáng hộp sọ là có thể suy đoán được năng lực trí óc của một người. Kiểu phần não nào mà ở chỗ lõm vào của hộp sọ là sẽ hoạt động yếu hơn chỗ mà phồng ra như bình thường ấy, kiểu vậy. Cơ mà về sau thì không có ai công nhận nó cả. Không có gì chứng minh rằng não tướng học có thể áp dụng lên tất cả mọi người. Ngụy khoa học, giả danh khoa học. Và việc hình ảnh đại diện cho nó được đặt trên bàn của nhà trị liệu ám chỉ rằng nhân vật này cũng là một thế lực nào đó đang giả danh. Khác với sự lừa đảo đó, Schindler's List lại tập trung vào sự chân thực đáng sợ của tội ác Đức Quốc xã. Bộ phim này nói về một cá nhân có thật trong lịch sử, ông Oskar Schindler, một người đã dùng toàn bộ số tiền của mình để mua chuộc lính Đức để họ gửi các tù nhân Do Thái về nhà máy của ông làm việc. Nhờ đó mà 1.200 người Do Thái đã thoát khỏi sự diệt chủng. Một trong những người sống sót nhờ vào Schindler là cô gái có tên Mila Pfefferberg. Nhiều năm sau, Mila đã được đạo diễn Steven Spielberg mời đến phim trường để làm cố vấn. Khi bà gặp diễn viên Ralph Fiennes, người đóng vai Amon Kurt, Mila đã run cầm cập vì trông anh ta quá giống hắn. Amon Kurt là kẻ điều hành trại tập trung tại Plaza. Danh tiếng của hắn là một con quỷ vang rất xa. Hắn sẽ tra tấn và giết người bất kể giới tính, tuổi tác, chỉ vì hắn thích thế. Amon đã bị xử tử vì tội ác chiến tranh. Không chỉ các diễn viên mà chính Steven Spielberg
cũng không thể nào chịu đựng được sự u tối của chính bộ phim mà mình đang làm nên. Do đó mỗi ngày, vị đạo diễn sẽ dành ra thời gian để xem một tập phim truyền hình sitcom Seinfeld. Bạn biết đấy, bộ phim mà có nhạc chủ đề như thế này này. Thậm chí nhiều lúc, Spielberg còn gọi điện cho cố diễn viên Robin Williams và nhờ ông kể một số câu chuyện đùa để tinh thần trở nên thoải mái và bớt u uất hơn. Một số câu đùa đó đã thực sự trở thành lời thoại của Robbins khi ông lồng tiếng cho nhân vật thần đèn trong phim hoạt hình Aladdin của Disney. Có lẽ cảnh phim nổi bật nhất của Schindler's List là sự xuất hiện của một bé gái mặc áo đỏ. Chi tiết này được Spielberg lấy cảm hứng từ một nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động nhân đạo mà ông từng hợp tác, Audrey Hepburn. Cô có kể rằng trong Thế chiến 2, khi đang thực hiện các buổi diễn để gây quỹ cho quân kháng chiến chống phát xít, Audrey có thấy một bé gái mặc đồ đỏ đứng đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi những người Do Thái quanh đó đang bị quân Đức dẫn lên tàu hỏa để chuyển đến trại tập trung. Cảnh tượng đó in sâu vào đầu của Audrey và cô đã chia sẻ với đạo diễn Spielberg. Ông đã đưa ký ức đó vào trong bộ phim và không quên nhắc nhở Olivia Dabrowska, cô bé khoác áo đỏ đó, là khi nào đủ 18 tuổi mới được xem Schindler's List. Nhưng mà Olivia đã tò mò và xem phim năm 11 tuổi. Nó khiến cho cô bé sợ hãi tột độ. Do có nội dung nặng nề như vậy, nên khi được chiếu ở Philippines, bộ phim đã bị cắt xén đi vài đoạn. Khi mà Steven Spielberg biết điều đó, ông đã đưa ra đề nghị rằng hoặc là phim được chiếu trọn vẹn, hoặc là không chiếu luôn. Tổng thống Philippines đương thời Fidel Ramos đã trực tiếp làm việc với hội đồng kiểm định phim để cho Schindler's List không bị cắt một chút nào cả. Cơ mà không phải nước nào cũng được như vậy, như ở Malaysia là phim còn bị cấm chiếu luôn. Nói về cắt, khi mà người rơi lột chiếc áo của mình ra ở đầu phim, chúng ta có thể thấy rất nhiều vết cắt ở sau lưng, trong đó có vài vết rất là to. Cơ mà sau đó, khi một lần nữa, anh lại cởi trần, trong khi sắp xếp manh mối của The Riddler, thì chúng ta lại không thấy mấy cái vết sẹo siêu to khổng lồ đấy nữa. Tôi biết người rơi là đấng, nhưng mà không ai có thể hồi phục nhanh như thế được. À mà trong phim có đoạn là nhân vật Savage bị giết do một thiết bị mà The Riddler lắp lên người, trong đó có rất nhiều chuột. Có vẻ ý định là để cho lũ chuột đói rồi sẽ ăn thịt người. Bạn có biết đây là một hình thức tra tấn được dùng khá nhiều trong lịch sử không? Đáng ra mình không nên nói một cách vui vẻ như thế. Trong thời kỳ cai trị của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, đã có một số ghi chép về các hầm ngục ngay dưới tháp London, nơi mà tù nhân sẽ bị xích ở đó cho lũ chuột từ sông Thames tới sơi tái. Hoặc thậm chí là ngay gần đây, cách thức tra tấn này cũng được dùng bởi chế độ độc tài quân sự tại Brazil từ năm 1964 đến năm 1985, hoặc ở Uruguay từ năm 73 đến năm 85, Chile từ năm 73 đến 90 và Argentina từ năm 76 đến 83. Thế giới là một nơi đáng sợ. Nhân tiện, diễn viên đóng nhân vật Coulson trong phim Peter Sarsgaard là chồng của nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal, người đóng vai Rachel Dawes trong The Dark Knight. Cả hai đều trong vai một người làm trong văn phòng công tố viên của thành phố Gotham và đều chết trong một vụ nổ. Không biết là nhà làm phim cố tình hay cố ý nữa. À, còn một sự thật nho nhỏ thế này. Một dạp chiếu phim ở Mỹ đã nhầm một chút và chiếu trailer của Transformer đè lên trailer của Nàng Tiên Cá. Nhưng mà nó hợp lý một cách đáng sợ. Vậy là số soi phim này đến đây là hết. Nếu thích nội dung của chúng mình thì đừng quên like video và subscribe cho kênh Bổ Não nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.